Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp các đơn vị đến trao ủng hộ các công tác phòng chống dịch. Theo đó, Đại học Đà Nẵng ủng hộ hơn 655 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Masdaland ủng hộ 230 triệu đồng. Các đơn vị mong muốn được chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến với đại dịch, đồng thời góp thêm nguồn lực cho quỹ vaccine phòng COVID-19 để mọi người dân đều được tiêm phòng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm xã hội của các đơn vị đã đồng hành chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống COVID-19, nhấn mạnh sự hỗ trợ ủng hộ của các đơn vị rất kịp thời và ý nghĩa nhằm góp phần cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ công khai minh bạch số tiền ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.